Xin kính chào quý bà con. Hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2022, chuyên mục giá cả thị trường nông sản hôm nay của kênh Nhà Nông Miền Tây xin cập nhật giá ổi các loại cho quý bà con tham khảo. Giá ổi được cập nhật tại các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang cho quý bà con tham khảo. Giá ổi hôm nay tiếp tục giảm nha quý bà con. Giá và hiện tại kênh cung cấp cho quý bà con thời điểm này chỉ mang tính tham khảo. Giá được anh em thương lái mua tại vườn nha quý bà con. Giá ổi hôm nay cụ thể như sau. Ổi Đài Loan có giá từ 6.000 đồng mỗi kg. Ổi Nữ Hoàng có giá từ 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Ổi Ruby Ruột Đỏ có giá từ 11.000 đến 12.000 đồng mỗi kg. Ổi Trân Châu có giá từ 9.000 đến 10.000 đồng mỗi kg. Giá có thể chênh lệch từ 500 đến 1.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Quý bà con nào đã bán có giá xin vui lòng bình luận bên dưới để cập nhật chính xác tình hình giá ổi cho bà con tham khảo nha. Ngoài giá ổi kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá rau củ thực phẩm, giá trái cây các loại, giá phân bón, giá chanh, giá bưởi, giá xoài cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi chuyên mục giá cả thị trường nông sản hôm nay của kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn, xin chào và hẹn gặp lại.